chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Tại cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ có quyết định từng bước nới lỏng cách ly giãn cách xã hội sau 2 ngày nữa. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho nhiều lao động phải nghỉ việc, thế nhưng cũng có những doanh nghiệp đang nỗ lực đảm bảo việc làm cho người lao động. Ký ức người Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay về thời khắc đã đi vào lịch sử, đánh dấu cho một khởi đầu của đất nước Việt Nam thống nhất sau hàng chục năm bị chia cắt bởi chiến tranh. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hà Nội trong sáng ngày 20 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tác động chưa từng có đối với kinh tế toàn cầu thì các bộ ngành và địa phương phải có lối đi mới và cách làm mới để tạo điều kiện cho những đầu tàu kinh tế như là Hà Nội phục hồi phát triển nhanh hơn nữa. Trong khó khăn chung, nhưng 3 tháng đầu năm, Hà Nội, một trong hai đầu tàu về kinh tế của cả nước vẫn đạt tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 3,72%, bằng ra nửa so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 70.000 tỷ đồng, tăng 6,7% so với mức 30% của quý 1 năm ngoái, do công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chưa bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh. Để thực hiện được các kịch bản phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19 được kiểm soát, Hà Nội trình Thủ tướng hơn 20 đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn về đầu tư công, cải tạo nhà chung cư cũ, quy trình đặc thù về giải phóng mặt bằng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn và đẩy nhanh các dự án xây dựng nhà ở xã hội. Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn của toàn cầu thì âm các chị, chưa bao giờ có suy thoái lớn của thế giới này như là cái đại dịch này, không phải về y tế mà không có về kinh tế, nó kéo theo rất nhiều hệ lụy của toàn cầu. Chúng ta phải vươn lên, Việt Nam vươn lên và đặc biệt là Hà Nội phải vươn lên làm gương để mà một cái đầu tàu để phát triển thời gian đến. Một quyết tâm như thế, một ý chí như thế của thủ đô của chúng ta, đóng góp cho cả nước của chúng ta. Một tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội được quán triệt một lần nữa trong xử lý vấn đề cụ thể. Cùng với phục hồi phát triển kinh tế xã hội để kéo theo sự phát triển của các tỉnh khác trong vùng thủ đô, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Đảng bộ Hà Nội với nửa triệu đảng viên, chiếm khoảng 1/10 cả nước, phải tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với cả nước. Đến nay, Hà Nội đã cơ bản tổ chức xong đại hội chi bộ và đang chuẩn bị đại hội điểm cấp quận, huyện. Hà Nội cũng quyết tâm trước đại hội đảng bộ thành phố sẽ giải quyết xong các vụ việc bức xúc như số 8B Lê Trực và các vi phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kê Bính, đồng thời phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước 1,3%. Sau 2 ngày nữa, Thủ tướng sẽ có quyết định từng bước nới lỏng cách ly giãn cách xã hội. Theo đó, đa số các tỉnh thành trong cả nước sẽ khôi phục cơ bản các hoạt động kinh tế xã hội. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp hàng tuần của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Sau hơn 20 ngày thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt về cách ly, giãn cách xã hội, trong đó liên tiếp 4 ngày qua, cả nước không ghi nhận người mắc mới COVID-19. Ở hai ổ dịch lớn nhất của cả nước, 6 ngày qua, Hà Nội không ghi nhận người mắc mới, còn thành phố Hồ Chí Minh là 17 ngày. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch đánh giá dịch COVID-19 ở Việt Nam đang được kiểm soát tốt và cho thấy hiệu quả của việc thực hiện cách ly xã hội trong hơn 3 tuần qua. Tuy nhiên, do dịch đã lây lan ra cộng đồng như ở thôn Hạ Lôi, Hà Nội, nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành ổ dịch bất cứ lúc nào. Do đó, mỗi người dân và chính quyền các địa phương không được chủ quan lơ là. Mặc dù so với cách đây gần 3 tháng, hiện đại bộ phận người dân đã có ý thức phòng dịch hơn, còn năng lực ứng phó của ngành y tế cũng như máy thở, đồ bảo hộ y tế và thuốc điều trị đã có thể đáp ứng được trong tình huống xấu nhất. Hiện chỉ còn 28 tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ cao và có nguy cơ thực hiện cách ly xã hội đến hết thứ tư tuần này. Từng bước nới lỏng khôi phục các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế. Sau khi phiên họp ngày 2 tháng 4 và theo dõi tình hình, chúng ta sẽ hạ thấp cấp độ nguy cơ các địa phương mà theo cái hướng hiện nay chúng ta đang đều ra. Còn bây giờ vẫn tiếp tục thực hiện cái chủ trương mà phiên họp trước chúng ta đã kết luận chỉ đạo và văn bản. Anh nào thực hiện chỉ thị 16,
nào cũng bị chỉ thị 15. Mặc dù từ giữa tuần này, Việt Nam có thể bước sang giai đoạn chung sống an toàn với dịch COVID-19 và phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, nhóm tỉnh thành có nguy cơ cao và nguy cơ sẽ giảm thấp hơn nữa và phần lớn sẽ trở lại hoạt động bình thường. Để từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường nhưng vẫn đảm bảo phòng chống được COVID-19, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch nghiên cứu quy định hoạt động của các xe vận tải hành khách liên tỉnh, cũng như quy định giới hạn số người trong mỗi chiếc xe khách công cộng. Sau đó cần nghiên cứu chặt chẽ nước nào mà Việt Nam sẽ nối lại giao lưu đi lại trước, nước nào cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng ý sửa đổi nghị quyết của chính phủ về việc cho phép xuất khẩu trang y tế nhiều hơn sau khi Việt Nam đã mua đủ cơ số dự trữ, đồng thời tiếp tục giao các bộ có liên quan phối hợp quyết định cho phép các chuyến bay đơn lẻ đón người Việt Nam về nước theo các tiêu chí ưu tiên phù hợp với khả năng tổ chức tiếp nhận, cách ly và tổ chức các chuyến bay. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là với Cuba, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư tới Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Đồng thời, các cơ quan chức năng hai bên đã họp trực tuyến triển khai nhiều nội dung mà hai bộ trưởng đã thống nhất. Bộ Quốc phòng hai nước đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phác đồ điều trị, thuốc đặc trị, trang thiết bị, hỗ trợ dược phẩm, trang thiết bị y tế cùng nghiên cứu chế tạo các bộ kit xét nghiệm nhanh, vaccine và thuốc đặc trị virus. Phía Cuba cho biết sẵn sàng cử chuyên gia y tế sang Việt Nam. Đối với việc vận chuyển thuốc cũng như là cung cấp cho phía Cuba một số vật tư y tế, hai bên sẽ thực hiện ngay sau khi có các chuyến bay thương mại vận tải quốc tế đầu tiên tới hai nước. Thưa quý vị, hôm nay Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nào. Như vậy là đã hơn 4 ngày liền, số ca mắc vẫn giữ ở con số là 268 người. Còn số bệnh nhân được điều trị khỏi tiếp tục tăng thêm 12 người, gồm 10 người Việt Nam và 2 người nước ngoài, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 214 người. Điều này có nghĩa là đã có 80% số ca mắc khỏi bệnh. 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm một người tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan cùng 7 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, 2 người nước ngoài tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và 2 nữ bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Tất cả đều có sức khỏe ổn định và có kết quả xét nghiệm từ 3 lần âm tính trở lên. Họ sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày nữa. Riêng 2 nữ bệnh nhân tại Hà Tĩnh được trở về địa phương và cách ly tại nhà. Vào chiều ngày 20 tháng 4, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tiếp nhận 2 chiếc máy thở đầu tiên do công ty Medtron sản xuất nhằm hỗ trợ cho công tác chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Chủ tịch kiêm nhà sáng lập công ty Medtron, ông Trần Ngọc Phúc, đã bàn giao những chiếc máy thở có tên gọi MV20 cho Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam. Đây là 2 sản phẩm đầu tiên trong kế hoạch sản xuất 2.000 máy thở, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 6 năm 2020. Máy thở MV20 được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ở các thành phố lớn, mà còn dễ sử dụng với các bác sĩ vùng xa, trong các bệnh viện tuyến huyện, phù hợp với chiến lược phòng chống dịch 4 tại chỗ của Bộ Y tế, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi phải chọn một những cái chức năng, những bộ phận nào có chức năng nào cho hợp với là cái tình trạng của COVID-19. Khi mà đại dịch đó, dù bác sĩ không phải là người chuyên ngành nữa đó, cái máy này đều được sử dụng rất là an toàn. Bởi vậy chúng tôi sẽ đơn giản hóa tất cả những chức năng trong đó để mà làm sao tập trung vào cái nội dung chữa bệnh hợp với là cái khi mà mình bị viêm phổi. Dự án sản xuất 2.000 máy thở được Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chi trả 100% kinh phí đầu tư tài trợ và sẽ tặng cho Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Nhà sản xuất, công ty Medtron đã có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất máy thở tại Nhật Bản. Trong phần tiếp theo của bản tin, liên quan đến công tác xuất khẩu gạo, Việt Nam cần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia nhưng cũng phải giảm thiểu gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo. Ký ức người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay về thời khắc đã đi vào lịch sử, đánh dấu cho một khởi đầu của đất nước Việt Nam thống nhất sau hàng chục năm bị chia cắt bởi chiến tranh.
Vào ngày 20 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì phiên khai mạc phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư sửa đổi và dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi. Cho ý kiến về dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, một số ý kiến đề nghị cần làm rõ các lĩnh vực đầu tư cũng như quy định cụ thể hơn trách nhiệm của các bên để khuyến khích nhà đầu tư tham gia. Nhiều vấn đề có khi ta quy định lại chặt quá nhưng mà lại thành ra có khi còn khó hơn các luật khác. Mà người ta cũng chả dám làm, nhất là vào những vùng sâu, vùng xa, những công trình trọng điểm mà cần ở những vùng khó khăn. Đấy, giá vận chuyển thì đắt, đường xá thì đi lại khó khăn. Đấy, mà lại vốn thì lại cần. Trong đó ta lại muốn quản lý là như thế này, trong khi đó lại ta lại đan xen sở hữu, phải coi cái sở hữu tư nhân là một trong những động lực để phát triển đất nước, thì cái đấy là một vấn đề trong tư duy của luật này. Dù còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với cơ chế chia sẻ rủi ro trong thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư. Thảo luận về dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi, các ý kiến của Ủy ban Thường vụ nhất trí với việc sửa đổi. Tuy nhiên, cần có quan điểm và cách tiếp cận khác phù hợp với việc quản lý xuất khẩu lao động hiện nay, bởi bản thân luật này cũng đã được ban hành cách đây 14 năm. Dần dần những cái lao động giản đơn, người ta sẽ dùng robot để thay thế. Thành ra chúng ta đưa ra thì dạy nghề, đào tạo nghề như thế nào để làm những cái việc không phải là thuần túy là giản đơn, mà chuyển sang ngành nghề có giá trị gia tăng cao hơn. Và chúng ta trong cái luật này cũng phải có cái chính sách lựa chọn khuyến khích người lao động đi làm việc nước ngoài theo những cái ngành nghề mà có năng suất lao động có giá trị gia tăng cao. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án luật thanh niên sửa đổi. Thưa quý vị, dịch bệnh càng kéo dài thì sẽ càng có thêm nhiều người lao động phải nghỉ việc, không chỉ đơn giản là cú sốc việc làm mà còn là những hệ lụy xã hội khi thất nghiệp ở mức cao. Không ít doanh nghiệp đã phải cắt giảm lao động, thế nhưng mà cũng có những doanh nghiệp đang nỗ lực đảm bảo việc làm cho người lao động. Giờ làm việc ít hơn, thu nhập giảm, nhưng quan trọng nhất là không ai bị đẩy ra khỏi nhà máy. Sau 15 ngày được nghỉ và hưởng 170.000 đồng một ngày, anh Quang quay trở lại nhà máy. Không chỉ anh mà còn 20.000 lao động khác tại công ty Pajang đều chấp nhận nghỉ luân phiên như vậy. Tất cả họ đều hiểu đây là khó khăn chung và lao động phải chấp nhận giảm thu nhập nhưng vẫn giữ được việc làm. Chính sách phòng dịch của công ty, chúng tôi nghỉ ở nhà nhưng công ty vẫn trả lương cơ bản. Thu nhập có giảm đi đôi chút nhưng cũng không sao, quan trọng là có việc làm và có thu nhập là được. Với 62.000 lao động, Pajang là một trong những doanh nghiệp sử dụng lao động nhiều nhất tại Việt Nam. Từ đầu tháng 4, doanh nghiệp đã thỏa thuận với người lao động về việc giảm giờ làm, nghỉ luân phiên, nhưng lao động vẫn được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội. Không thể nghĩ đơn giản là kinh tế toàn cầu khó khăn thì điều đầu tiên là doanh nghiệp sẽ giảm lao động. Chúng tôi đã cam kết với người lao động là không có chuyện sa thải trong năm nay. Còn tại doanh nghiệp với hơn 200 công nhân này, từ tháng 2, sản phẩm của nhà máy đã dồn ứ các kho. Không có thông báo ngừng việc nào được đưa ra. Doanh nghiệp đưa ra biện pháp tất cả lao động ở lại nhưng phải chấp nhận chia sẻ với công ty là giảm một nửa giờ làm nhưng lương vẫn trả đủ. Mỗi một phân xưởng giờ chỉ còn một dây chuyền hoạt động nhưng tại đây chỉ còn 1/3 công suất và 1/3 công nhân đi làm. Một ngày làm, hai ngày nghỉ, lao động ở đây được gọi là may mắn vì doanh nghiệp mới chỉ giãn việc và đang cố giữ họ ở lại. 4 năm gắn bó ở đây, mỗi tuần chị Hiền chỉ đi làm 3 ngày. Thu nhập mỗi tháng giảm hơn 2 triệu đồng, nhưng với tất cả lao động ở đây, không ai phàn nàn. Khó khăn nhưng mà cũng nhà máy cũng tạo điều kiện cho mọi người để có một mức thu nhập ổn định. Em thấy giữa nhà máy với công nhân và công nhân với công nhân thì càng gắn kết nhau, mọi người hỗ trợ nhau, cùng chung tay cùng chống dịch. Chúng tôi luôn động viên mọi người lao động là hãy cùng với công ty vượt qua khó khăn. Còn đối với công ty chúng tôi chưa bao từng có cái ý định là sẽ sa thải hay là chấm dứt hợp đồng với người lao động cả. Dù hết tháng này là xong các đơn hàng, doanh nghiệp tại đây đã tính đến chuyện sản xuất dự phòng để cầm cự và tiếp tục giữ lao động ở lại.
Vâng, rõ ràng như chúng ta vừa theo dõi thì cả doanh nghiệp và người lao động đều cảm nhận rất là rõ về những tác động của kinh tế thương mại toàn cầu, và cả hai bên đang đứng cùng một phía, cùng nhau sát cánh để vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này. Việc làm lúc này mang nhiều ý nghĩa về mặt vật chất thu nhập. Đây là một điểm tựa để người lao động yên tâm hơn vào lúc này. Và theo dự báo của các chuyên gia, việc sa thải lao động chỉ diễn ra ở các doanh nghiệp nhỏ, còn đối với những doanh nghiệp lớn thì chưa có việc sa thải hàng loạt lao động. Rất nhiều các doanh nghiệp mà sản xuất thì họ cũng đang cố gắng để cầm cự qua được cái giai đoạn dịch này. Các doanh nghiệp lớn hiện tại đều đang cố gắng là để cầm cự sao cho công nhân của họ vẫn có lương hoặc là có thể là nghỉ theo tình trạng là nhận lương tối thiểu. Chúng tôi ghi nhận thì cũng chưa có nhiều doanh nghiệp tiến hành sa thải hoặc là chấm dứt hợp đồng với cả nhân viên, trừ những cái trường hợp mà đã hết hạn hợp đồng thì có thể là họ sẽ không ký hợp đồng mới nữa. Các doanh nghiệp đều đang cố gắng là giữ nhân lực của họ đến mức tối đa, bởi vì họ cũng đề phòng những cái khả năng là sau khi hết dịch trong thời gian ngắn sắp tới thì các lượng đơn hàng nó sẽ ồ ạt đổ đến và họ sẽ không đủ cái nguồn lực hoặc là không đủ khả năng để có thể tái tuyển dụng rất là nhanh chóng với một lượng nhân công dồi dào như vậy. Hiện nay thì cái số lao động mà bị thất nghiệp thì cũng đang tăng lên, số lao động bị giãn ca rồi luân phiên cũng tăng lên, vì vậy số sa thải thì cũng nằm ở mức độ thôi, nên là các doanh nghiệp cũng đang tiếp tục giữ lại lao động. Tất nhiên cái nguy cơ thì nó vẫn có thể sa thải, nhưng chúng tôi cũng mong muốn là các cái doanh nghiệp tận dụng được những cái lợi thế của mình, đặc biệt là tận dụng được cái gói hỗ trợ của chính phủ, trong đó có việc cho vay để mở rộng sản xuất, rồi tái lại cơ cấu nguồn vốn, rồi cho vay để trả lương cho người lao động khi bị giãn việc hoặc bị mất việc. Vào chiều ngày 20 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua theo Nghị định số 107 vào ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 3 và ngày 10 tháng 4 vừa qua. Việc thanh tra đột xuất là để xác định có hay không dấu hiệu trục lợi tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc công khai minh bạch liên quan đến làm thủ tục hải quan và đăng ký mở tờ khai hải quan khi xuất khẩu gạo. Thanh tra Chính phủ phải báo cáo Thủ tướng về kết quả thanh tra trong tháng 6 tới đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho phép việc xuất khẩu gạo trong thời gian tới diễn ra bình thường theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Vào chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong cuộc họp với các bộ ngành và các hiệp hội ngành nghề liên quan đến công tác xuất khẩu gạo đã chỉ đạo đảm bảo an ninh lương thực quốc gia nhưng cũng phải giảm thiểu gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người nông dân, các tổ chức kinh doanh cũng như là thực hiện các cam kết quốc tế. Liên quan đến việc một số doanh nghiệp hiệp hội lương thực địa phương phản ánh khó khăn trong đăng ký xuất khẩu gạo theo gói hạn ngạch là 400.000 tấn của tháng 4 năm 2020, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nghiêm túc rút kinh nghiệm trong điều hành, giao hai bộ này kiểm tra thực tế số gạo còn tồn đọng tại cảng, chưa được cấp hạn ngạch, rà soát số doanh nghiệp tham gia đăng ký xuất khẩu và tạm ứng trước số hạn ngạch là 100.000 tấn của tháng 5 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với gạo nếp, trước mắt là cho xuất khẩu bình thường, song cần phải đánh giá tổng thể, cung cầu trong nước không để xảy ra thiếu hụt. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phải mua đủ lượng dự trữ quốc gia, đồng thời rà soát quy trình mở tờ khai hải quan đảm bảo công khai, minh bạch. Thời gian tới, các bộ ngành hữu quan phối hợp đề xuất phương án đấu thầu, hạn ngạch xuất khẩu gạo, đảm bảo công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, cũng như là các cam kết quốc tế. Ngày 20 tháng 4 là ngày thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tin vui từ Bộ Công Thương cho biết giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2019 tăng mạnh so với năm trước. Bộ Công Thương cho biết, theo đánh giá của Brand Finance, tổ chức tư vấn hàng đầu về định giá thương hiệu quốc gia có trụ sở tại Anh, trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2019, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá là 247 tỷ đô la Mỹ so với con số là 235 tỷ đô la Mỹ của năm 2018 và xếp hạng thứ 42. Trong giai đoạn 3 năm qua, thứ hạng của thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện, tăng 8 bậc và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh nhờ nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ.
Thưa quý vị, thời khắc lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử, đánh dấu cho một khởi đầu của đất nước Việt Nam thống nhất sau hàng chục năm bị chia cắt bởi chiến tranh. 45 năm nhìn lại, những nhân chứng lịch sử ngày đó với những góc nhìn khác nhau giờ đây cùng có chung một niềm hạnh phúc, niềm tự hào với những phát triển nhanh chóng của thành phố. Đêm 29 tháng 4 1975 là một đêm không ngủ của người Sài Gòn, đặc biệt là với những thành viên của 5 khu vực khởi nghĩa do Thành đoàn Sài Gòn Gia Đình lãnh đạo. Hai nhà thờ thuộc khu vực Tân Phú, Bà Quẹo chính là điểm đầu tiên vang lên tuyên bố của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. 6 giờ sáng, thời Nhân Hòa, thời Pháp Loa đầu tiên, 8 giờ thì cái chỗ Tân Hương này đọc loa người Pháp. Tôi đó sai phương sau khi anh em khác thì chạy đi. Đồng chí nào mà khỏe mạnh đó, leo lên cái công sở là cắm cờ. Mình treo tới đâu như là quân mình về tới đó. Đi từng hàng hàng đó rất là vui và phấn khởi. Coi như bà con hai bên cũng reo hò, mừng. Khoảng 9 giờ sáng chúng tôi cắm cờ ở hai trụ sở Nhân Từ Dễ treo băng rôn. Hoan nghênh chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Gần như là quân đội công an của ngụy quân ngụy quyền đã bỏ súng chạy hết. Đồng chí cầm cờ lớn đi đâu, các đồng chí đi sau căng một cái tấm ngữ tuôn xuôi đường một cái nè, bà con hai bên đường người ta cũng đang đứng, người ta ngóng ngóng nha, ta thấy này lạ, ta thấy cờ phát trận, ta thấy là những cái lực lượng thanh niên mà ăn mặc thì rất là quần jean áo bôn như thế này đấy, à, thế là người ta thấy người ta cũng mới đầu người ta lấy làm lạ, sao thôi thì người ta tràn xuống ta cũng đi. 10 giờ 24 phút, Trung úy Hải quân Việt Nam Cộng hòa này cùng gia đình không rời chiếc radio. Đến lúc ông Duy Minh chưa nghe mà xuống giống là ai cũng mừng, giống như mà thở phào ra, rồi chiến tranh đã chấm dứt. Thì khoảng 11 giờ một xe jeep giải phóng. Và sau đó là những người dân họ lao rần rần họ đi vòng vòng tuyến đường của Bình Minh nè. Từ 11 giờ mà tới gần 12 giờ khi dòng người nó đi ra đi cái hướng khác rồi tôi mới vô nhà. Có mặt tại Sài Gòn từ tháng 9 1974 để chuẩn bị cho ngày chiến thắng. Nhưng cựu đặc công nước Z-23 Nguyễn Đức Thọ đã không kịp chứng kiến lá cờ giải phóng tung bay ngay trên lô cốt cầu Rạch Chiếc bởi một nhiệm vụ mới. Tổ của tôi là 4 người có lệnh là về giữ cái nhà máy nhiệt điện Thủ Đức. Thì tôi vô nhà máy cắt dán lên một cái băng đó là đề nghị là công nhân là trở lại nhà máy làm việc. Công nhân người ta cũng tìm cách liên lạc nhau, tôi gọi nhau trở lại. Không có tổ tác kìm cái gì. Và tôi chỉ có 4 anh em bảo vệ đó thôi, nhưng mà cùng mọi cái đó đều rất là ổn định. Hòa bình đến như trong mơ, người Sài Gòn sau thời khắc vỡ òa hạnh phúc đã nhanh chóng chung tay với đại diện chính quyền mới đang bộn bề công việc. Buông súng rồi, bây giờ lại trình diện. Quá trời đông. Có người dẫn con lại nói là cho tôi gửi con, tôi nói nó làm phụ. Đi mượn bàn, mượn ghế, sắp gì vậy nè. Rồi cũng đi kiếm mấy cuốn sổ viết đồ, cũng kêu tên đọc rồi cũng ghi vô. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, đô thị thông minh đầu tiên của đất nước đang dần hiện hữu với những phát triển vượt bậc cùng cả nước, vì cả nước. Chính là nền tảng của sự chung sức giữ cho Sài Gòn 45 năm trước được nguyên vẹn, ổn định trong ngày 30 tháng 4. Thành phố bây giờ mà so với thành phố Sài Gòn ngày xưa đã xuống cấp rất nhiều lần. Đã những cái vùng sình lầy không có ai đặt chân đến, nhưng bây giờ nó cũng đã trở thành những các cái khu công nghiệp, những các cái khu đô thị mới rất là hiện đại. Thì mình cảm thấy đó cũng là một cái sự hy sinh xứng đáng. 45 năm nay cái thành phố của mình mà đem lại những tốt đẹp nhiều mặt, các con cái lớn hơn an tâm sống thoải mái. Quyết định đó, mà tôi ở lại đó, thì tôi rất hạnh phúc. 30 tháng 4 1975, vì vậy là đích đến của những khát vọng hòa bình, là mốc son của lịch sử đất nước, là niềm hạnh phúc, tự hào của một đất nước Việt Nam thống nhất, vững vàng phát triển. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.